Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người một cặp lục bình sứ Bát Tràng. Loại này là loại men hoàng thổ, họa tiết được đắp nổi nhá, hình ảnh là chim công và hoa đào. Kích thước của cặp bình này là cao là 50 và đường kính bụng là 25 cm. Cái màu của nó là màu màu nhiều là màu ngà voi đậm đấy. Mọi người cùng nhìn nhé. Tất cả cái họa tiết này đều được làm nổi, đều được đắp nổi và kết hợp với cả điêu khắc để tạo nên những cái chi tiết như thế này. Chất men là chất men bóng nhé, chất men bóng. Mình xin phép quay một vòng để chúng ta cùng nhìn được chi tiết cái tác phẩm này. Bên hông đây thì được chạm trổ hình ảnh là hoa phù dung này, hoa phù dung. Cái men bóng này thì chúng ta sử dụng, thứ nhất là màu sắc sẽ bền vĩnh cửu với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu. Cái thứ hai nữa là vệ sinh lau chùi thì rất là đơn giản. Cái dòng men bóng này nhá, sờ lên như là sờ lên trên kính ấy, trơn mịn mà mượt. Đây là một cái dòng men khá là mới của Bát Tràng. Mặt sau thì được chế tác hình ảnh là hoa sen. Mặt sau được chế tác hình ảnh là hoa sen nhé. Và cái giá của một cặp lục bình này là giá là 5 triệu một cặp, 5 triệu một đôi nhé. Giá là 5 triệu một đôi. Cái giá này thì có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Chúng ta nhìn thấy đây là hình ảnh là hoa đào này. Tất cả những cái bông hoa đào này đều được đắp nổi. Nếu như mà nhìn ở bên ngoài thì chúng ta sẽ cảm giác như là chúng ta gắn cái bông hoa này vào. Nhưng mà thực chất là tất cả những cái họa tiết này làm khi vẫn còn là đất. Khi vẫn còn là đất, sau đó làm, sau đó phủ men bóng lên bên trên và nung ở nhiệt độ 1200 độ C. Đây là dưới đáy của bình. Dưới đáy thì chúng ta nhìn này. Đây là dưới đáy nhá. Chỉn chu, gọn gàng, sắc nét. Đây là trên miệng này. Tên của dòng men này là men hoàng thổ. Tên của dòng men này là men hoàng thổ. Giờ mình sẽ quay cận hơn nữa vào để chúng ta nhìn được rõ hơn cái chi tiết ở trên tác phẩm này. Đây, hiện tại thì mình đang quay cận vào đây thì chúng ta nhìn cái độ bóng của chất men nhé, cái độ bóng của chất men nó rất là bóng và sâu. Tất cả những cái bông hoa đào này đều được chạm trổ điêu khắc nổi trên bề mặt của sản phẩm. Thì cái loại này là loại cao cấp nhá, thì mọi người cứ nhìn về cái màu sắc, cái độ đều màu của cái sản phẩm, độ chỉn chu của các họa tiết là màu sắc nó không bị lem nhem ra bên ngoài. Đấy. Chúng ta nhìn này. Chỗ này này, cái đường màu của hoa này nó không bị lem ra phần men, đây là phần men nó không bị lem vào phần hoa. Đây, những cái này nhá, những cái này thì đây mình sẽ quay cận hơn vào. Đây là quay chi tiết nhất để cho mọi người cùng nhìn. Thì đây là cái màu khi mà cái dòng men này khi mà đun lên nó có cái xu hướng là nó sẽ chảy từ chỗ cao xuống thấp. Thì những cái đường vẹt như thế này nó gọi là chảy men xuống. Những cái này là không thể tránh được. Chúng ta cùng nhìn. Những cái đường vết đấy đó là không thể tránh được. Những cái dòng hàng cao cấp thì nó hạn chế tối đa được cái đấy nhé mọi người nhé. Màu sắc nó gọn gàng, chỉn chu. Quay xuống đến cái phần dưới hông. Cái phần mắt của chim công thì chúng ta có thể nhìn thấy cái phần mặt của chim công này, cái phần vảy của công này, tất cả đều được chạm trổ điêu khắc hết. Đuôi công đây.
Cái cánh hoa đào thì chúng ta cũng nhìn vào những cái cánh hoa đào này được làm rất là tỉ mỉ. Cái cánh hoa nó tròn trịa, nó gọn gàng. Cái cánh hoa nó tròn trịa, nó gọn gàng nhá. Thân cây thì gồ ghề xù xì, được làm rất là chân thật. Ở dưới chân thì cũng được làm nổi họa tiết nhé. Ở dưới chân cũng được làm chạm trổ điêu khắc nổi họa tiết này. Và quan tâm đến sản phẩm thì mọi người vui lòng chụp ảnh lại cái mẫu sản phẩm này, gửi qua Zalo, số điện thoại đang được gắn ở bên trên video để chúng tôi biết chính xác mọi người đang quan tâm đến mẫu nào. Bởi vì cùng là một cái tên thôi nhưng mà nó có nhiều kiểu cái chế tác họa tiết khác nhau ấy. Thế nên là để chuẩn xác nhất mọi người đang quan tâm đến mẫu nào thì mọi người vui lòng và chụp ảnh lại mẫu sản phẩm này, gửi qua Zalo, số điện thoại đang được gắn ở bên trên video. Mọi người cũng có thể là truy cập vào trong kênh để xem thêm nhiều những cái sản phẩm mình đã làm thành video chi tiết ở trên kênh nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này. À, xin chào. Và đây là combo cả bộ này. Một lư đỉnh này và hai lọ hoa cao 50 ở hai bên. Thì chúng ta cùng nhìn nhé. Cả combo này có giá là 20.800.000. Một combo như thế này. Hai lọ hoa to hai bên này. Ví dụ như nhà bác nào đang sử dụng bộ đồ thờ bằng đồng ấy. Thì mọi người có thể tham khảo thêm cái combo này nhé. Để chúng ta đặt một cặp lọ hoa to ở hai bên này. Và một bộ lư đỉnh bằng sứ ở giữa. Xin chào mọi người, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.